Xin chào các bạn đã quay trở lại, quay đi quay lại. Chúng ta đã ở cận kề cuối năm 2022 và đây sẽ là video mình tổng hợp về những cái món phụ kiện mà mình đang tin tưởng và sử dụng cho chính chiếc iPhone của mình. Và mình tin rằng nếu như các bạn đang có nhu cầu lựa chọn những sản phẩm này thì các bạn cũng sẽ hài lòng giống như mình mà thôi. Cụ thể thì hãy cùng mình bắt đầu video ngay bây giờ nhé. Và như trên bàn của mình thì các bạn sẽ thấy rằng có khá nhiều những món phụ kiện như là ốp lưng này, một chiếc thì mình đang dùng sẵn này, và đây thì là sạc dự phòng không dây có khả năng hít MagSafe giống như thế này, và mình cũng có luôn cả một cây bút. Hay là ngoài ra thì mình cũng sẽ có một chiếc keyboard để dùng chung với chiếc iPad Air 4 của mình. Nhưng khá đáng tiếc thì hôm nay mình quên mất không dặn, bảo thằng cô em mình để lại ở nhà vì nó mượn máy của mình đi học mất rồi. Có một cái điểm chung đấy là các sản phẩm này thì đều thuộc Jack, một thương hiệu phụ kiện uy tín đến từ Mỹ, sở hữu bộ sưu tập các thương hiệu phụ kiện dành cho thiết bị di động nổi tiếng cao cấp như là Morphe, Gear4, Invisible Shield và một vài thương hiệu chất lượng khác. Và đặc biệt, đó là chế độ bảo hành của Jack Việt Nam cực kỳ tốt. Có những món phụ kiện chúng ta sẽ có bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, hoặc là có những món sẽ 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng. Yên tâm được không ạ? Trước hết là chúng ta sẽ đi từ ốp lưng mà mình đang sử dụng trước. Thì nó là chiếc ốp Jack Metal Iridescent. Đây là một chiếc ốp lưng cực kỳ đặc biệt luôn. Nó có khả năng chống sốc tốt khi mà chúng ta làm rơi ở khoảng cách độ cao từ 1,5m đổ xuống này. Hay là chúng ta cũng sẽ có một cảm giác cầm nắm cực kỳ thích bởi vì nó được hoàn thiện là nhám. Còn nếu như bạn không thích cảm giác nó nhám nhám giống như mình thì hình như cũng sẽ có thêm một cái phiên bản bóng nữa. Thì khi đó chúng ta sờ vào nó sẽ mịn tay hơn, nó đã tay hơn. Nhưng tất nhiên sử dụng phiên bản nhám này thì nó sẽ bám tay và nó ít để lại cái dấu vân tay hơn. Thì đây cũng sẽ là một vài những cái điểm mà các bạn cần lưu ý giữa hai phiên bản nhám và không nhám nhá. Ở trên mặt lưng này thì nó cũng sẽ có khả năng đổi màu theo từng góc nhìn của chúng ta. Khi mà chúng ta nghiêng ra một góc á, thì nó sẽ có màu óng ánh ở phía đằng sau, và tùy theo cái cường độ ánh sáng càng mạnh đánh vào thì nó lên màu càng đẹp. Đây là cái điểm mà mình thích nhất ở chỗ bên lưng này. Đấy, nhìn thẳng như này thì nó trong trong, nhưng nghiêng đi một tí thì nó lại ra màu. Đấy. Và về cái độ ngả vàng của cái ốp lưng này thì mình xác nhận là nó có. Thế nhưng mà mình dùng khoảng chừng 3 tháng thì nó mới ngả có chút xíu à. Nó ngả chậm hơn rất nhiều những cái ốp lưng silicone mà trước đây mình đã từng dùng trên thị trường. Nên về cái khoản đấy là ngả màu sau một khoảng thời gian sử dụng thì mình xác nhận nó có, nhưng mà nó chậm hơn so với những mẫu ốp khác. Và khi mà nó ngả như thế này á thì nó lại cũng tạo ra được một cái màu nó khá là đồng cái màu khi mà chúng ta nhìn ở trạng thái trong suốt, nên nó cũng chẳng thành vấn đề. Nói chung rằng là mình thấy nó vẫn cứ đẹp sau một khoảng thời gian dài mà mình sử dụng. Còn phần lưng của ốp á thì anh em có thể yên tâm bởi vì cái phần lưng này nó sẽ không bị ố vàng trong suốt quá trình mà chúng ta sử dụng. Và thêm nữa thì em ốp này cũng sẽ được bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Và trên cái chiếc ốp lưng này thì nó cũng sẽ có cái vòng nam châm để chúng ta có thể sử dụng tính năng MagSafe trên những chiếc iPhone. Và để khai thác hiệu quả thì chúng ta cũng cần có một chiếc sạc dự phòng có hỗ trợ MagSafe như thế này. Và đây cũng là một cục sạc dự phòng mà mình cực kỳ thích của Morphe. Nó có dung lượng lớn lên đến 10.000 mAh. Chúng ta có khả năng sử dụng nó giống như một chiếc chân stand để trên bàn làm việc cực kỳ đẹp mà vẫn có thể theo dõi được thông báo hiệu quả. Thêm nữa thì các bạn cũng có thể sử dụng kết nối USB-C để có thể sạc thông qua giao thức PD bằng dây với những chiếc máy này để có thể nhanh hơn. Chút nữa thì mình sẽ demo đến cho các bạn xem luôn cả cái tính năng sạc bằng dây. Và như vậy thì khi chúng ta sử dụng một hệ sinh thái bao gồm ốp lưng có MagSafe và củ sạc có MagSafe thì việc sạc không dây trên nó cực kỳ tiện lợi. Và không chỉ riêng cái mẫu ốp lưng mà mình đã sử dụng mà một vài mẫu khác của Jack, ví dụ như mẫu trong suốt này nó cũng có, và cái mẫu màu đen này thì nó cũng có. Với cái mẫu màu đen này thì nó cũng giống tương tự như chiếc ốp lưng của mình mà thôi, nhưng nó là phiên bản màu đen tối màu hơn. Và khi mà sử dụng cái mẫu màu đen như thế này thì chúng ta cũng sẽ không lo đến việc là nó sẽ bị đổi màu. Đây là một cái tính năng cực kỳ hay dành cho những anh em sợ ngả màu. Tới với bộ sạc đi, thì đây cũng là bộ sạc mà mình được Jack Việt Nam tặng ở trong cái đợt đó chính là ra mắt hệ sinh thái Jack tại thị trường Việt Nam. Thì củ sạc này sẽ có công suất là 45W, nhưng chúng ta sẽ có kích thước bên ngoài cực kỳ gọn gàng, chỉ bằng khoảng hai ngón tay của mình mà thôi. Thêm nữa thì nó cũng sẽ có hai cổng USB-C để chúng ta có thể sạc cho hai thiết bị cùng một lúc. Và khi chúng ta sử dụng để sạc cho hai thiết bị thì cổng USB-C thứ nhất sẽ sạc tối đa là 25W và cổng USB-C thứ hai sẽ sạc tối đa là 20W. Như vậy thì nó vẫn sẽ đảm bảo được cái việc đấy là sạc nhanh cho hai chiếc iPhone, hoặc là một chiếc iPhone và một chiếc máy Android có hỗ trợ PD.
Về cái chân cắm á, thì trên chiếc sạc của chúng ta nó sẽ có thể gập lại được như thế này để có thể gọn gàng hơn khi mà các bạn nhét vào túi quần này, hay là khi chúng ta nhét vào túi đeo chéo này thì cũng không lo nó bị cấn trong quá trình sử dụng. Nói chung đây là một cục sạc nhỏ gọn nhẹ công suất cao mà mình rất thích và mình cũng đang sử dụng chính nó để sạc hàng ngày. Đối với cáp sạc đi, mình nhớ không nhầm thì cái sợi này mình đã dùng được khoảng chừng gần 3 năm rồi các bạn ạ. Không có hiện tượng bị gãy cổ cáp, không có hiện tượng bị lỏng hay cũng chẳng bị xỉn cái chân thứ 5 ở trên cái đầu Lightning. Thế nên đây là một vài những cái điểm mà mình rất rất thích trên cái sợi cáp của Morphe mà mình recommend nếu như các bạn vẫn chưa có cáp thì các bạn có thể sử dụng. Sợi cáp này thì cũng đạt chuẩn MFI nên tôi thích hoàn toàn với cái thiết bị iDevice, và tất cả phụ kiện của thương hiệu Morphe thì cũng được bán trong Apple Store toàn cầu nên chất lượng thì nó hoàn toàn đảm bảo, và ngon hơn nữa là chúng ta cũng sẽ có bảo hành 24 tháng 1 đổi 1. Và khi có cáp xịn rồi ạ, chúng ta có thể cắm vào cổng USB-C trên cục sạc Morphe này và chúng ta sẽ cắm vào chiếc điện thoại của chúng ta. Và như vậy chiếc máy của mình sẽ nhận sạc nhanh thông qua giao thức PD. Đấy, còn nếu như mà tiện lợi thì chúng ta cứ sạc không dây MagSafe, nó cũng khá nhanh đấy các bạn. Ngoài việc giúp cho chúng ta có thể sử dụng giống như một cái đế stand để trên mặt bàn thì mẫu sạc dự phòng này của Morphe cũng sẽ có lỗ ốc để chúng ta có thể gắn lên những chân tripod và chúng ta gắn điện thoại lên quay TikTok cực kỳ dễ dàng. Cuối cùng thì sẽ là combo cây bút và keyboard của Track. Chiếc phím này thì cũng sẽ có thiết kế đặc biệt dạng case và cover nên chúng ta có thể tách rời ra để có thể dùng máy và ốp độc lập. Khi chúng ta muốn dùng với phím ấy, thì chỉ cần để nó xuống là nó sẽ tự hít lại với nhau, vô cùng tiện lợi. Và mỗi lần sạc đầy cái chiếc Track keyboard này thì mình có thể sử dụng lên tới hơn 1 tuần mới phải sạc lại. Quay sang với bút cảm ứng của Track đi thì cái bút này khỏi cần phải bàn rồi. Nó hỗ trợ cho chúng ta đầy đủ những tính năng tương tự như Apple Pencil trong một mức giá dễ chịu hơn nhiều. Chiếc bút này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đa dạng những cái mẫu iPad từ 2018 trở về sau, ví dụ như Mini 5 này, hay là iPad Air 4 này và vân vân và vân vân. Và nó cũng sẽ có những công nghệ chống tì tay nên khi chúng ta sử dụng bút sẽ không lo đến phần cảm ứng nhầm. Những cái app mà hỗ trợ Apple Pencil thì nó cũng sẽ hỗ trợ luôn cái bút của Track này nên nó tương thích hoàn toàn luôn. Chiếc bút này thì chúng ta có thể sạc cho nó thông qua giao thức USB Type-C nên nó cũng sẽ trở thành một thứ thuận tiện trong việc dùng chung sạc với những mẫu iPad đời mới, và chúng ta sẽ có thể sử dụng được 9 tiếng trong một lần sạc. Thời gian sử dụng cực kỳ lâu các bạn. Nên đấy là những cái món phụ kiện mà mình recommend nếu như các bạn đang cần tìm những cái món phụ kiện chất lượng dành cho những chiếc máy Apple, dành cho những thiết bị như là iPhone, iPad, thì các bạn có thể lựa chọn những chiếc ốp lưng của Track, sạc dự phòng của Morphe, sạc và cáp sạc Morphe và bút của Track và keyboard của Track. Trên đó là những cái món phụ kiện mà mình đang sử dụng hàng ngày, muốn chia sẻ đến các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu như các bạn đang cần tìm những cái sản phẩm, những cái thiết bị có chất lượng tốt và mức giá thành hợp lý cho những sản phẩm iDevice, ví dụ như iPhone, iPad. Và hiện nay thì đang cận kề cuối năm nên cũng sẽ có rất nhiều những chương trình giảm giá cho những món phụ kiện mà mình vừa đưa đến cho các bạn. Nên các bạn có thể tham khảo thông qua những sàn thương mại điện tử như là Lazada, Tiki, Shopee thông qua đường link mà mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Có các bạn thấy sao về nhóm phụ kiện này? Hãy comment để lấy ý kiến góp bên dưới phần của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhé. Các bạn click đừng quên là một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.